course, Mr. Joe Hicks, all the way from L.A. Thank you for being here and for the opportunity to also highlight and inform all of us here on the effects of SEA 5, but more importantly, I believe, on the issues surrounding affirmative action and also the education system, public education system here in the state of California. We're going to do quadruple lingual, whatever languages that we need to do, so that members of the media, both Korean, Chinese, as well as Vietnamese, will all also understand. And my Korean and Chinese are very limited. I mean, ni hao ma and annyeonghaseyo, pretty much on the Chinese and Korean side. But I would like to share with my Vietnamese audience here in Orange County a few words in Vietnamese. Trước hết, chúng tôi rất là cảm ơn quý vị có mặt sáng hôm nay để mà tham dự buổi họp báo này cùng với tiến sĩ Phạm Kim Long. Ngày hôm nay chúng ta có một số các thân hữu và các viên chức từ các cộng đồng bạn, cộng đồng Đại Hàn cũng như là cộng đồng người Hoa, và có một viên chức từ Los Angeles, một cái think tank được gọi là Community Advocates, đó là ông Joe Hicks, rất là cập nhật cũng như là có thể nói là một chuyên viên về cái hệ thống giáo dục tại tiểu bang California, as well as with Mayor Reardon, an opinion piece on SEA 5. And Joe, please, mic's yours. Thank you very much, much too kind of your introduction. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV, chúng tôi đang trong hội trường của đài VNCR vừa sau cuộc họp báo do tiến sĩ Kim Long tổ chức liên quan tới dự luật SCA 5 liên quan tới vấn đề giáo dục. Sau cuộc họp báo, chúng tôi sẽ nói chuyện với cựu dân biểu Trần Thế Văn, một khuôn mặt rất là quen thuộc trong cộng đồng, để có câu chuyện bên lề với anh. Chào anh Trần Thế Văn. Chào anh Lân và chào quý vị thính giả của chương trình Bosa TV. Anh Trần Thế Văn, từ hồi sau cái cuộc bầu cử cuối cùng tới bây giờ thì cũng ít được nghe anh trên các cái phương tiện truyền thông. Anh có thể cho một số cập nhật và những cái sinh hoạt trong những năm vừa qua thưa anh? Dạ, cảm ơn anh Lân cũng như kính thưa quý vị thính giả. Sau cái cuộc bầu cử năm 2010, như quý vị cũng biết là chúng tôi cũng tạm thời nghỉ để mà về nhà lo cho gia đình cũng như là hai đứa bé nhỏ. Trong hơn 10 năm mà chúng tôi làm dân cử, là một dân cử, trước là nghị viên của thành phố Garden Grove, rồi sau này phó thị trưởng, cũng như là 6 năm làm dân biểu tiểu bang California, và nhiều năm trước nữa đã sinh hoạt trong cộng đồng đó, thì chúng tôi cần một vài năm để mà dưỡng sức, thật sự mà nói, để mà lo cho gia đình trở lại với gia đình một cách full time. Tuy nhiên, bao giờ chúng tôi cũng nặng lòng và không bao giờ quên cộng đồng với những cái sinh hoạt, nhất là sinh hoạt dòng chính. Nếu mà chúng tôi có thể đóng góp được trong những cái cuộc bầu cử thì bao giờ chúng tôi cũng có mặt. Song song với cái công việc đó thì chắc chắn là chúng tôi cũng trong những năm vừa qua chúng tôi cũng phải lo cho gia đình để mà ổn định gia đình, thì cái việc đó tương đối rất là tốt. Tại vì khi mà làm một vị dân cử, thật sự mà nói thưa anh Lân, là một cái hy sinh. Nhiều người không có thể là không thấy và chỉ thấy cái bề ngoài, cái hào nhoáng mà thôi. Nhưng mà cái công việc đó là cái công việc chỉ là 1% của cái công việc mà cần phải bỏ ra. Bởi vậy nên chúng tôi nghĩ rằng những người mà muốn dấn thân và muốn làm dân cử và ra tranh cử, có cái sự mạnh dạn ra tranh cử đó, là phải có một cái lòng yêu cộng đồng, yêu những cái vấn đề mà mình thật là nặng lòng và mình muốn thúc đẩy. Bởi vậy nên trong cái tiến trình đó, chúng tôi cũng còn tương đối, thật ra là không còn trẻ, nhưng mà tương đối còn sức để mà cố gắng đóng góp cho xã hội cũng như là cộng đồng chúng ta. Thì năm nay chúng tôi đã quyết định sẽ ra tranh cử vào cái chức vụ ủy viên của ủy ban thuế vụ của tiểu bang California, là một cái chức vụ rất là quan trọng, liên hệ đến cái chính quyền cũng như là cái nền kinh tế của tiểu bang California. Với khả năng của cựu dân biểu Trần Thế Văn trong những năm trước thì không ai có thể tin được rằng là cựu dân biểu Trần Thế Văn có thể ngưng hẳn cái vấn đề trong cái chính trường. Do vậy đây là một cái tín hiệu nhiều người đang trông đợi trong năm nay. Cái chức vụ liên quan tới thuế vụ đó là một sự quay lại
để khởi đầu cho bước tiếp tới trong những năm tới hay như thế nào thưa Dân biểu? Thật sự mà nói thưa anh Lân và thưa quý vị là chúng ta khi mà chúng ta bước thì chúng ta chỉ bước một thôi, chứ chúng ta không có dám bước tới hai bước. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái chức vụ chưa có một ứng cử viên trong cộng đồng Việt Nam chúng ta bao giờ ra để mà tranh cử, mà đây là một chức vụ rất là quan trọng hơn các nhà lập pháp theo cái hiến định hiến pháp của tiểu bang California. Mà cái chức vụ này nó khá lớn, nó bao gồm đến 5 quận tới 10 triệu cư dân, quận Los Angeles, Riverside, quận Riverside, Orange County, San Diego, Imperial và San Bernardino đều nằm trong cái địa hạt này. Bởi vậy nên đây là một trong những cái chức vụ mà nó liên hệ đến cộng đồng Á Châu nói chung, cũng như là cộng đồng Việt Nam nói riêng, tại vì nó khi mà nói đến cái thuế tiêu thụ, cái thẩm quyền của thuế tiêu thụ để mà collect đó là hội đồng thuế vụ có cái thẩm quyền trên đó, mà các doanh gia, các tiểu thương sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Mà chúng tôi mong rằng nếu mà vào được cái chức vụ này sẽ giúp các tiểu thương trong xã hội cũng như là trong cộng đồng của chúng ta. Dân biểu Văn có thể cụ thể một chút xíu là sẽ giúp như thế nào? Bằng nhiều cách. Thứ nhất đó là khi mà nói đến cái vấn đề thuế vụ, nếu mà quý vị bị tiểu bang, chính quyền tiểu bang là Franchise Tax Board hoặc là cơ quan thuế vụ, họ làm audit hay là họ đến họ làm khó làm dễ đó, thì các thành viên, chỉ có 4 thành viên mà thôi trong cái ủy ban này trên toàn tiểu bang, mỗi thành viên đại diện đến 10 triệu cư dân là một vị dân cử có thể can thiệp để mà giúp đỡ. Thứ nhì nữa là những cái thủ tục giấy tờ nếu mà bị chậm trễ hoặc là chậm rãi về cái vấn đề hành chánh thì các thành viên của ủy ban thuế vụ cũng có thể thúc đẩy được, và nó có nhiều cái vấn đề pháp lý khác có thể giúp đỡ được. Các tiểu thương của chúng ta ở khu vực Little Sài Gòn, nhiều tiểu thương rất là khó khăn trong cái vấn đề ngôn ngữ nữa. Với hy vọng là có cái chức vụ của anh Văn thì có mở cửa ra cho những người mà muốn có những cái nhu cầu tham khảo về cái vấn đề liên quan tới thuế vụ, nhưng mà trong cái vấn đề ngôn ngữ Việt Nam như thế nào? Chắc chắn thì nếu nói riêng, nếu mà chúng tôi vào một cái chức vụ này thì sẽ có một cái dàn staff cá nhân để mà liên hệ đến các cộng đồng cũng như là các giới trong địa hạt. Mình là người Việt Nam thì chắc chắn là sẽ có nhân viên Việt Nam, và chúng tôi cũng biết là trong cái địa hạt của miền Nam California có rất nhiều các cư dân và doanh gia, giới tiểu thương gốc Việt Nam, nên sẽ có những nhân viên liên hệ không riêng gì Việt Nam nhưng mà các cộng đồng chủng tộc khác để mà giúp đỡ một cách dễ dàng hơn khi mà họ có thể họ nói và họ viết được tiếng mẹ đẻ của họ. Được biết trong thời gian vừa qua thì anh Văn cũng có một cái chương trình liên quan tới truyền thông, là một chương trình talk show nói rất nhiều những cái vấn đề sinh hoạt trong cộng đồng. Vậy thì kỳ này anh Trần Thế Văn ra tranh cử thì cũng có khá nhiều những ứng cử viên gốc Việt ra kỳ này. Anh có thể cho một chút xíu nhận định về cái tình hình tranh cử sắp tới không ạ? Tương đối cũng còn sớm, tại vì năm nay chúng ta phải đợi, nếu mà nói về các chức vụ địa phương đó thì tháng 7, tháng 8 thì mới hết nhiệm kỳ, nên vẫn chưa rõ ai sẽ chính thức ra, tại vì cũng sẽ có nhiều tiếng đồn hoặc là những cái lời phát biểu là chúng tôi sẽ ra, nhưng mà thật sự chưa, nếu mà chưa có nộp giấy một cách chính thức thì vẫn chưa phải là một ứng cử viên. Tuy nhiên trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta, chúng tôi thấy được rất rõ cái sự trưởng thành của về phương diện chính trị của cộng đồng chúng ta khi mà thấy rất nhiều các anh em trẻ ra bắt đầu tranh cử vào cái chức vụ khác nhau. Mà trong quá khứ đó, hồi xưa chỉ có mình chúng tôi ra mà thôi. Khi mà nói hồi xưa đó, thật ra cũng không có xưa lắm, chỉ năm 2000 mà thôi. Nhưng mà chúng tôi thấy càng nhiều các anh em dấn thân và muốn trở lại cộng đồng để đóng góp với cộng đồng cũng như là cái địa phương của chúng ta. Nên chúng tôi rất là vui khi mà thấy như vậy. Còn nhớ là cái sư khi dân biểu Trần Thế Văn, cựu dân biểu Trần Thế Văn ra với cái phong trào Rock and Vote là tạo ra một cái sự rất là sôi động trong cái vấn đề ra của các dân cử gốc Việt. Bây giờ trước khi chấm dứt, anh cho một cái
chia sẻ với lại các dân cử, các ứng cử viên gốc Việt, các những người sẽ đi bầu trong cộng đồng người Việt. Cảm ơn anh Lân cũng như là thưa quý vị thính giả. Chúng tôi nhớ hoài những cái phong trào và những cái phong trào trước Rock and Vote của năm 2000 nữa, nhưng mà thời gian phải nói rằng nó đi quá nhanh. Chúng tôi không dám là dạy hoặc là lecture, nhưng mà chỉ chia sẻ cái kinh nghiệm của chúng tôi với tư cách là một người đi trước hoặc là đi rất sớm trong cái dòng chính, cũng như là được đắc cử và làm dân cử rất là sớm trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta, mà phải trải qua nhiều cái khó khăn và thử thách. Thì nói riêng với các anh em trẻ mà muốn đóng góp cũng như là muốn dấn thân trong dòng chính Hoa Kỳ và địa phương của chúng ta, thì chúng tôi hoàn toàn chúng tôi ủng hộ và cố gắng mentor là để giúp đỡ và hướng dẫn các anh em. Trong quá khứ mà chúng tôi cũng đã làm và tiếp tục làm, chắc chắn rằng bao giờ chúng ta cũng phải có cái sự hãnh diện là mình là người Mỹ gốc Việt, người Việt Nam, mình hãnh diện với cộng đồng mình và với cái tấm lòng cũng như là cái tâm là mình vào và dấn thân ra tranh cử là mình muốn đóng góp và mình muốn trả lại một cái nợ tinh thần cho xứ sở mình đang sinh sống cũng như là cộng đồng đã nuôi nấng chúng ta. Cái chức vụ dân cử địa phương cũng như là các chức vụ khác nhau đó là rất là cực và rất đòi hỏi cái sự hy sinh của các anh em. Các quý vị nào mà vào rồi thì mới thấy có câu Việt Nam nói là nằm trong chăn có rận thì mới biết là chăn có rận. Bởi vậy chứ nó không có phải chỉ là lên TV hay là lên radio mà không, nhưng mà có nhiều cái vấn đề nó rất là nhiêu khê và nhức đầu. Tuy nhiên chúng tôi bao giờ cũng coi đây là một cái vinh dự và là một cái hân hạnh để mà đại diện và được cái sự tín nhiệm của người dân khi mà họ bỏ phiếu, họ cho cái phiếu cho mình để mà đại diện cái quyền lợi của họ. Nhưng mà chúng ta không bao giờ nên nghĩ đây là một cái career, là một cái công ăn việc làm hoặc là một cái cơ hội để mà làm tiền, tại vì thật sự nó không có như vậy. Và cá nhân của chúng tôi là một cái kinh nghiệm rất là rõ. Trước khi chúng tôi trở về làm luật sư và sau khi chúng tôi trở về làm luật sư thì cái vấn đề nó thấy rất là rõ. Đến đây chúng tôi xin cảm ơn anh Lân cũng như là quý vị thính giả đã theo dõi cái buổi interview này. Cảm ơn anh Trần Thanh Văn rất nhiều và chúc cho anh thật là may mắn trong mùa bầu cử sắp tới, thưa anh. Cảm ơn anh.